Bộ ghế của mình hôm nay tốt nè, cao ghê, mình nhỏ, nằm ngã ngã, nằm nhỏ ăn chứ. Thôi con kể mẹ chuyện này nữa nè. À, lớp hòa nhập với viên xàm tấn với hoàng nha. Nó thì... Chào cả nhà nha. Cả nhà, sáng mình cũng có mua được miếng ba gọi với sườn nè. À, mình mua ba gọi rồi nó có dính sườn luôn á. Lát mình kho măng nha cả nhà. Ở đây mình cũng có măng. Măng này thì mình ăn khô, mình chưa có luộc. À, thấy nó trắng trắng gì chứ không phải là nó mốc. Tại măng này nó vậy đó. Ở đây thì mình cũng có bằm miếng thịt nè. Để lát mình nấu canh. Nấu canh mớp nè. Với bụng ngót. À, lát mình ra vườn mình hái thêm cải trời nó vô mình nấu canh rau tập tàn cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Vậy giờ trước tiên là mình đi luộc măng cả nhà. Đây mình cũng có tỏi băm nè, hành tím băm nè. Đây mình cũng cho vô một muỗng đường, miếng muối tiêu, nửa muỗng bột ngọt nhỏ, một muỗng hạt nêm, ba muỗng nước mắm. Tại cái này mình kho măng hơi mặn mặn, mình cho vô xíu nước màu. Nước màu này nước màu diều rồi nè, mình thắng nè. Để nó thấm chút là ha không. Mình ấp thịt để mình nấu canh. Mình cho cũng cho vô miếng tỏi băm nè, hành tím băm nè. Cho vô một muỗng đường, muỗng hạt nêm, xíu tiêu, xíu bột ngọt, muỗng nước mắm. Giờ mình để đây cho nó thấm gia vị đi, mình đi hái rau rồi vô cái mình nấu. Giờ mời cả nhà cùng ra vườn hái rau mùng, rau cải trời với mình nha. Cải trời vô nấu canh cho nó mát. Mình cũng có rau cải trời nè cả nhà. Mình hái mớ rau này vô để mình nấu canh nè, với thịt bằm với mớp rồi ăn. Với ớt này vô. Lát mình kho thịt. Ớt này là nó tự mọc không à. Hái mấy cả trời nè, ngon quá trời, trời mưa mưa rồi nó ngon quá. Ở đây là tự mọc không, mình hái cho nên nó đâm cái đọt ra nó ngon. Mình hái cũng một gỗ rau cải trời. Ớt nè, trái quá trời luôn. Hái này vô mình ăn. Ớt này nó cay mà nó ngọt. Kêu là ớt chim. Đây là cacao nè cả nhà. Nhà mình cacao trồng nhiều lắm. Nhìn trái này. Mình cũng ra cái khu vườn nhà mình, chỗ mình trồng rau nè, để mình hái mới rau vô mình ăn. Rồi gí đồ với rau muống đồ đủ thứ đó, mình chấm nước thịt mình ăn. Mình cũng còn ít rau muống nè, mình cắt ít rau muống này vô để mình chấm nước thịt ăn luôn. Bữa hổm mình cắt rồi cái như này nó lên lại nè. Ít cộng này vô để chấm nước thịt ăn. Mình cắt nấm gì đó coi. Nhưng mà lại kia mình nhổ ngò gí nữa. Chị ngắt nấy. Ở đây mình nhổ hành nữa nè. Ngắt hành vô. Ngắt mấy cái lá nè. Vô mình nêm vô thịt kho. Mình ngắt mấy cái lá già mình ăn nè. Cái già bữa nó lên lại. Mình ngắt nhiều lá hành với mình nhổ tép gì được. Vô bằng cái đường này cả nhà. Đường này mình thấy rau. Bộ ghế của mình hôm nay tốt nè, cao ghê, mình nhỏ, nằm ngã ngã, nằm nhỏ ăn chứ. Tốt rồi, dài.
khó quá chị. Mình nhỏ nhiêu vậy được rồi cả nhà, không muốn mình bỏ rau luôn rồi. Cắt ở đây mình cũng có rau húng lủi nhiều lắm nè. Thôi thôi, mình cắt mình ăn không hết, nhiêu rau được rồi. Chấm mình còn mấy lá cải, cải bị dúng. Cái chảo lên để mình kho thịt. Mình cho vô một muỗng dầu. Hành tím, tỏi, băm. Tỏi với hành nó cũng vàng rồi, mình cho thịt vô. Ở đây mình cũng có trái dừa nè, mình cho trái dừa vô. Thịt này mình sắc nó cũng hơi bự, mình cho thêm một miếng nước, nước sôi. Mình luộc, mình xả xong mình luộc bao cái nước luôn cả nha. Giờ mình cho vô mình kho với thịt luôn. Măng này là măng khô cho mình không có sợ nó mềm gã gì hết. Kho lâu nó hấm ngon. Lên để mình nấu canh. Mình nên nắng quá cả nhà nó chói. Bây giờ mình cũng cho vô một xíu dầu. Mình cho tỏi nè, tỏi băm, hành tím băm, mình xào thịt cho nó thơm. Bây giờ tỏi với hành tím nó cũng thơm, mình cho thịt vô mình xào. Mình cho muối vô. Cho vô đây muỗng muối. Và nước này nó cũng hơi sắp sôi, mình cho mớp vô. Mớp nó lâu chín hơn dao. Mớp chứ. Mớp này nó cũng sôi, nó cũng chín rồi đó. Mình cho dao vô. Dao bùng mớp với cải chè vô. Rau này nhanh chín. Hồi nãy mình có nêm gia vị vô thịt rồi, mình cảm thấy là vừa ăn rồi. Nên là giờ mình không nêm nữa. Chà, chảo thịt kho mang của mình nó cũng thấm rồi, cả nhà nó mềm thịt rồi, sắc nước rồi. Bây giờ mình cho hành lá vô với ớt luôn. Mình cũng ăn cơm. Kho này nãy giờ lâu lắm rồi. Sắc nước thôi. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Cả nhà, mình kho thịt cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Thịt kho măng, canh rau tập tàng. Sườn. Sườn với thịt bà gọi mình kho ăn. Mình măng khô cả nhà. Măng khô mình mua 1 ký 350 ngàn. Mà mình nấu hết biết nhiều lâu luôn mà cũng còn nhiều. Thôi con kể mẹ chị mày nữa nè. Lá phải nhập với xàm tấn với hoàng á. Nó đi tỏ tình cũng hơn. Không được. Mới bị lớn tỏ tình. Đem bia vô uống. Chào cờ bị đứng trước cờ. Còn không? Ở lại tới trưa mới về. Đợi bạn nam lại tới nhiều mới đi về. Gặp mấy đứa đi chảy nè. Bảy mấy không? Mình ăn gì mình cũng phải ăn rau cho nhà cái nhà. Cho nên là mình cũng có dĩa rau. Rau xanh.
Mới đầu là cũng thấy một nắm chơi rồi chơi, không biết chơi trò gì, đứng đó xong cái tung ra chạy, chẳng biết có trúng không. Nhắm mắt nhắm mũi chạy một đùm luôn, xong cái tung ra chạy như người chỗ bắt vậy, không biết chạy trúng cái gì đó. Không gạch xi măng không sáng luôn, bởi đầu nó còn gì. Nó nghe là tét, tét một đường dài. Nó lập vô mấy cạnh cầu thang đó. Ở đó, đó. Không, cứ như là cái gì vậy? Cái gì nè, đùm vậy nè, xong cái ở trên là hoa, cái đập vô trong đó. Không biết có xuống dạ thật sự hay không, hay bị con ma dẫn xưa, dẫn dâu á. Ăn mặn ngon hơn ăn thịt chứ đây nè. Mình kho mình để ra cái mình đi rước con gái về, nó mềm, nó sắc xuống, cạn nước luôn. Hàm ăn ăn nó giòn. Cũng có dĩa mít này đó nha. Mít ở nhà mình. Mít này là mít nghệ. Mít nghệ hồi xưa. Về nhà mình cũng còn cây. Chứ giờ ta trồng mít Thái không. Mình phải nhận miếng mít nha. Mít này dày cơm. Hộp bếp, thấy không? Mua nhỏ thôi, hộp như vậy. Này nó chưa có mùi. Nó chín tới. Ủa mẹ hai ở đâu ạ? Cái gì? Cái mít á. Nó lỡ chưa không lại. Mấy ngày mới chín. Ba ngày. Còn nửa trái. Nhà lọc nửa trái rồi cả nhà. Cũng còn nửa trái nè. Mẹ cũng bị sâu. Thầy cả nhà, hai mẹ con mình ăn cơm với măng, thịt kho măng với canh gà tập tàn cũng xong rồi. Hẹn cả nhà quay đâu kế tiếp nha, bye bye. Bao mà cô chú.